Đấy, cũng như thường lệ thì Lê Tuấn vẫn chúc cả nhà chúng ta lời chúc sức khỏe. Đấy, và một lời chào tràn đầy hạnh phúc. Thì trước mặt của chúng ta đây là một siêu phẩm. Đấy, một siêu phẩm. Đấy, một siêu phẩm đang chuẩn bị cho cuộc chiến chạy trâu đinh thần hôm qua năm nay. Đấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn theo dõi kênh và ủng hộ. Ủng hộ kênh của ông Tuấn Thao Lâm và cũng như kênh Chọi Trâu Bình Phước và Chọi Trâu Hớn Quản. Đấy, hai kênh. Trâu này rất tơ nhé. Cao 1m50. Dài thì 2m ấy thôi. Cũng theo chừng của mình. Cặp sừng này là cặp sừng vĩ đại luôn. Cặp sừng gốc tre. Thuộc diện gốc cây đa cây đề luôn. Mình chưa thấy ông nào có cặp sừng vĩ đại như này. Chưa thấy một cặp nào không kịp. Rõ cặp rừng rất hoành tráng. Rất mong cả nhà chúng ta ủng hộ nha, like. Đấy, like và share trong kênh của Chọi Trâu Bình Phước cũng như Chọi Trâu Hớn Quản. Đấy, là hai kênh của cũ của kênh ông Tuấn Thao Lâm. Để ông Tuấn có động lực tiếp tục đi quay cho chúng ta xem những con trâu đẹp nhất trong lễ hội Chọi Trâu Đinh Thần Hớn Quản này. Kiến cắn. Kiến đang quá trời luôn. Đấy, nãy giờ cũng sợ. Nên là sợ kiến cắn đó quý vị. Đấy, thì đây là ông trâu phải nên là đang còn tơ nha. Đấy, của một chủ mới. Đấy, rất mỏng. Của thầy quốc luôn. Siêu phẩm của chúng ta. Chơi luôn, quốc luôn. Mày quốc tao là tao quốc mày. Nói bản lĩnh của trâu thì rất tuyệt vời quý anh. Trong trận đánh như vậy, sống chết, có những cú hổ lao, có những cú phải nói là vô cùng đẳng cấp. Một cán mép rồi này kia, nhưng cuối cùng là đối con người rất thân thiện. Rất thân thiện con người của chúng ta. Ta quý trâu như vậy. Ông trâu à. Rất mong. Rất tuyệt vời. Rồi, và lúc này thì cái này là ba xoáy một bên luôn quý vị, ba xoáy này. Đây này. Một bên này ba xoáy luôn, đây này. Một xoáy cổ này, đó. Đây là ba xoáy này. Ba xoáy này, ba xoáy. Rồi, trốn mất rồi. Nó không cho mình coi. Không cho coi, ba xoáy luôn một bên. Còn bên này là không có cái nào. Bên này có một cái trước, còn đằng sau có bên kia ba cái, nó trượt sang một bên. Đấy, những trâu này là rất máu, nó điên. Thấy chưa? Nó loạn xoáy mà. Nó rất gì là hung. Rồi, ok, xin chào cả nhà nha. Nhớ like, share cho Chọi Trâu Bình Phước nhé. Để xin cảm ơn rất nhiều và đăng ký theo dõi những trận đấu tiếp theo.
chuẩn bị lễ hội Trái Trâu Đình Thần Nông Quán cũng như những trận giao hữu 30 tháng 4. Rất mong cả nhà chúng ta đăng ký và like share thật nhiều cho Lê Tuấn có động lực để Tuấn đi quay tiếp theo cho chúng ta. Xin chân thành cảm ơn.